Xin chào tất cả bà con. Tôi đến từ website tiếngđạt123.com. Sau đây tôi làm đoạn video này xin giới thiệu cho các bạn đến cỏ Ubon Stylo xuất xứ tại Thái Lan. Thì ngoài cái tên Ubon Stylo mà các bạn đang thấy trên bao bì thì nó còn có cái tên khác là Stylo Center Genesis. Và ở trên cái tên đó thì có cái tên Babalota, có nghĩa là cái tên xuất xứ là một đơn vị sản xuất ra cái hạt giống này. Còn đây là cái website của cái nhà cung cấp tại Thái Lan. Nếu các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về cái công ty này, các bạn có thể truy cập vào cái đường link này. Còn các bạn muốn tìm hiểu về con này, cỏ Ubon Stylo này thì xuất xứ tại Thái Lan, là một cái loài cỏ thân đứng hoặc là thân bò, có thể cao đến 1 mét nha các bạn. Loài này nuôi bò hoặc là trồng sen canh trong cái vườn cây cao su. Loài này nó chịu được bóng râm nó cũng rất là tốt. Nếu các bạn mà muốn mua về cái lò cỏ Stylo này á, cỏ này là cỏ họ đầu các bạn. Muốn mua cái cỏ Stylo này thì các bạn phải xem cái nguồn gốc này nó từ đâu, nó có xuất xứ rõ ràng hay không. Thì mình xin nói luôn là cỏ này nó xuất xứ tại Thái Lan. Và muốn tại sao nó xuất xứ tại Thái Lan thì phải xem cái trên cái bao bì của nó có ghi xuất xứ tại Thái Lan hay không. Thì đây là cái bao bì 25kg của bên Thái Lan, bên mình mới nhập khẩu về. Thì trong cái bao bì 25kg này nó sẽ có bao bì 1kg của từng loại. Thì mình xin mời các bạn xem cái bao bì 1kg này. Đây là cái bao bì mà mình mới gửi ra. Thì đây là cái bao bì 1kg. Bây giờ mình sẽ lấy ra 2 bịch cho các bạn xem nha. Đây. Ubon Stylo. Các bạn thấy rõ không? Ubon Stylo. Nhìn thì các bạn thấy cái hạt giống này thì nó giống như hạt mè. Hạt này rất là nhỏ. Đây. Nó thuộc về cái công ty Tropico bên Thái Lan, các bạn nhìn thấy rõ không? Đặc biệt là các bạn trên cái logo cái địa hình con bò thì các bạn biết được là cái cỏ này dùng để nuôi bò. Ngoài ra cái cỏ này có thể dùng nuôi dê, nuôi thỏ, rất là tốt nha các bạn. Tái sinh cực kỳ nhanh. Cỏ này có thể lưu gốc được 4 đến 5 năm nếu như các bạn chăm sóc kỹ. Mỗi lần cắt thì các bạn nên tưới, nên bỏ lại cái phần ure thì nó tái sinh nhanh hơn. Các bạn nhìn kỹ trên cái bao bì có cái chữ xuất xứ của Thái Lan. Nếu như bạn cần mua cái hạt giống này phải coi kỹ nó có phải xuất xứ tại Thái Lan không nha các bạn. Bởi vì trên thị trường nó rất là cái nhiều hàng nhái, hàng kém chất lượng.
Còn nếu như các bạn mua không đúng cái hạt giống thì các bạn về trồng sẽ kém nảy mầm, hoặc là nảy mầm mà không lên. Cho nên các bạn muốn mua cái hạt giống này á, phải tìm những địa chỉ uy tín, đặc biệt uy tín là cái công ty Tropico đây các bạn, là một cái đơn vị nghiên cứu từ cái lúc đầu tiên có cái hạt giống này. Sau này nó rất là nhiều cái đơn vị ở bên Thái Lan, mà cái đơn vị này thì cực kỳ uy tín, hạt giống rất là, bên này họ sản xuất cái hạt giống, họ có máy móc họ sản xuất hết các bạn, họ sẽ thải những cái hạt giống kém chất lượng ra, còn những hạt giống mà đạt chất lượng đó họ sẽ bỏ vào bao bì. Nên các bạn yên tâm khi mà trồng cái hạt giống này. Thì cái hạt giống này có thể về Việt Nam là 20 đến 30 năm rồi. Đã trồng thí nghiệm tại Việt Nam và thích hợp với đất tại Việt Nam, không kén đất. Cho nên các bạn chỉ việc về mà trồng lại hạt giống này thôi, không cần phải thí nghiệm. Các bạn nhớ kỹ nha, muốn mua hạt giống này các bạn phải xem rõ cái nguồn gốc xuất xứ này. Nếu như các bạn mua mà không có bao bì này thì các bạn nên từ chối nhận hàng, bởi vì chỉ có cái đơn vị này là đơn vị cung cấp cái hạt giống này chất lượng ha. Hạt giống nảy mầm trên 90% nha các bạn. Những cái công ty hoặc cá nhân mà muốn mua hạt giống này á, thì các bạn có thể để lại bình luận bên dưới cái đoạn video này. Thì dưới cái bình luận này các bạn có thể để thông tin như là số điện thoại, địa chỉ nhà, họ và tên. Sau khi nhận được cái thông tin tại cái bình luận thì bên mình sẽ gọi điện cho các bạn xác nhận lại đơn hàng. Thì bên mình sẽ gửi qua đường bưu điện, hoặc Viettel hoặc là xe khách.